Chào bạn, sáng nay thì Nhật Ký Du Lịch đang có mặt tại điểm cực Bắc. Hôm nay sẽ ghi hình điểm cực Bắc và cột cờ Lũng Cú và một số điểm nữa cho các bạn xem. Thì tối hôm qua là mình trễ cái chuyến gọi là đi nhà bao nhà vương á, nhưng mà sẽ cố gắng ghi hình hết trọn vẹn những cái điểm tham quan cho các bạn xem nha. Thì từ cái cột cờ Lũng Cú chúng ta di chuyển theo cái hướng mà đi cạnh đường cột cờ Lũng Cú luôn các bạn. Mình sẽ đi một đoạn tầm khoảng vài km á là mình sẽ đến điểm này gọi là điểm cực Bắc, và rất là nhiều người đa phần là sẽ không biết cái điểm cực Bắc. Chúng ta về Hà Giang, về Lũng Cú chúng ta tham quan thường là chúng ta hay đi lên trên cột cờ Lũng Cú là nhiều, còn điểm cực Bắc thì ít người biết. Các bạn hôm nay sẽ chỉ cho các bạn nha. Rồi chúng ta sẽ đi lên trên để ngắm cảnh. Đó, đây là cái bãi xe chúng ta chạy xe di chuyển ta tới ra để ở đây nha. Đó, nó cũng rất là rộng luôn. Chào chị, đang làm gì đấy? Nhổ tóc sau thôi ạ. À, chị ở đây luôn hả? Dạ vâng. Ồ, ở đây là buổi tối cũng ở đây luôn. À dạ không, mình ở 3 ngày thôi ạ. À, ở đây là mình bán nước hay sao chị? Vâng, mình chị trong quay điểm này. Ở điểm này thì không có sóng cũng như là không có điện nên là chỉ À, 3 ngày thôi. à vậy Mà hả? chiều chiều là lại về. À, ở đây là không có sóng nha bạn, không có sóng điện thoại cũng không có điện cái gì hết á, chỉ có mình đi tham quan được là ban ngày thôi, chứ còn chiều chiều là lên đây mà không có cái gì ở đây hết á, không có nước Còn luôn nước nha sinh bạn. hoạt đấy ạ. À, ở đây là chỉ có bán nước bán đồ chứ đúng không? Chị chở nước ra bán cho khách và nước đun để uống chè, khi mà có đoàn vào thì chị chở bằng mua bình nước lọc chở xuống đây thôi. Còn nước sinh hoạt này thì bình thường là dùng nước mưa, nhưng năm nay thì cũng không mưa. Ở trên nhà thì cũng vừa rồi là lễ thì chị cũng có mua nước một xe xuống đây là 600, À, thì bỏ vào trong bể tít nước, xong mà giờ không có khách nữa, mà trên nước cũng không có nước để mua trở xuống nữa, thế là bây giờ đóng cửa luôn. dạ ở đây vắng rồi chị ha, tại vì Vâng. ít người biết, đa phần người ta về cột cờ Lũng Cú là nhiều rồi chị ha. Đúng rồi. Dạ, tại vì cái đường nó nhỏ các bạn, cho nên cũng ít người biết cái điểm này lắm, chỉ có những người quen người ta chỉ rồi mới biết thôi. Nhiều người thì đến cũng còn là tưởng là hết rồi, quay về hết rồi, không không Dạ xuống đây. Ở đây thì rất là ít, người nào hỏi thì mới vào thôi, không dạ hỏi thì đến cũng còn là quay về hết rồi. dạ bình thường là những cái dịp nào là đông nhất ở đây chị? Bình thường là rơi vào Tết, Tết Tết cổ truyền này, Tết Dạ, Tết của người Tết Dương á thì Tết cũng Dương. có này, Tết cổ truyền cũng có, và vào mùa lễ hội. Lễ hội tức là từ tháng 10 âm tháng 10 dương cho đến tháng 12 dương, là À, không, thời gian đấy là có nhiều. à dạ còn bình thường là sẽ vắng hả chị Vâng, ha? bình thường từ tháng 5 cho đến tháng 8 là hầu như là vắng khách, bởi vì nóng người ta về biển hết. À Vâng, người ta dạ không lên đây. Lên đây thì mỗi năm thì vào thời gian đấy là vào mùa mưa nên là đường nó sẽ bị sạt lở á, thì dạ mọi người không vào. dạ Vâng, năm nay thì không có mưa luôn, nhưng mà nóng quá chắc mọi người cũng xuống dưới kia nó không lên. dạ rồi em Vâng. cảm ơn chị nhé. Dạ, không có gì đâu Rồi ạ. chúng ta đi lên tham quan các bạn đó. Bình thường mà các bạn vào đi đến đây vào cái dịp mà gọi là mùa xuân á, thì khi mà chúng ta bước lên trên cái đài quan sát á, của điểm cực Bắc á, là mình sẽ bắt gặp ở đây cây đào nha các bạn. Trời ơi, cây đào này có trái luôn nè. Đó cho bạn xem, ở trên này, ở trên này có trái nè. Đó. Không. Vào cái dịp mà gọi là mùa xuân á các bạn, thì mình đi lên trên điểm cực Bắc này là chúng ta thấy hoa đào nữa, đẹp rất là đẹp luôn, mình đứng đây mình chụp hình làm kỷ niệm rất là đẹp. Và ít ít bạn biết được cái điểm cực Bắc ở đây, đa phần là mọi người cứ về là về ở bên cột cờ Lũng Cú, do đó là Nhật Ký Du Lịch mà quyết định là mở đầu cái video là quay cái điểm cực Bắc cho các bạn xem, để các bạn biết ở trên đây còn có một cái điểm đẹp để chúng ta ngắm cảnh nữa. Lên đây nếu chúng ta đi tới ngay vị trí này mình có thể đứng mình chụp hình để check in là đã đến điểm cực Bắc các bạn. Đó. Cũng có nhiều người cứ lầm tưởng là cột cờ Lũng Cú là điểm cực Bắc, nhưng mà không phải nha các bạn. Tại vị trí này cũng không phải là điểm cực Bắc luôn nha các bạn. Đó, một cái thú vị nha. Đây là điểm gọi là check in của điểm cực Bắc thôi, chứ còn nếu mà chính xác điểm cực Bắc ở đây cũng không phải. Cái cột mốc nó nằm ở dưới khu vực đầu sông Nho Quế đó. Đi lên đây sẽ cho các bạn ngắm cảnh rõ hơn. Khu vực bên kia là của nước Trung Quốc các bạn đó, và nó sẽ có một cái cột mốc đánh dấu điểm cực Bắc, nó nằm ở dưới dòng sông Nho Quế nè, thì điểm đầu nó nằm ở phía dưới dòng sông nữa. Chúng ta cái đường rất là khó đi, nên là rất là khó để ghi hình cho các bạn. Chỉ có đi khám phá thì mình đi trên đi rồi khám phá thì mới ghi hình được cái đó thôi. Đây Nhật Ký Du Lịch đi review du lịch hướng dẫn cho các bạn những cái điểm tham quan, và khu vực này là miễn phí nha các bạn, miễn phí vé, chúng ta chỉ lên tham quan và mình trả cái tiền xe gửi ở dưới thôi. Mình sẽ đi qua những cái bậc cấp như thế này
để leo lên trên. Ở trên là một cái gọi là cái đài quan sát các bạn, chúng ta đứng ở trên chúng ta ngắm cảnh nhìn rất là đẹp luôn. Mùa này thì nó sẽ vắng khách du lịch, đa phần là mùa nóng họ sẽ đi biển, nhưng mà đúng thực chất của Hà Giang á, mùa này là mùa tháng mưa các bạn. Cái tháng này là gọi là vào tháng mưa rồi, nhưng mà hôm nay là thời tiết mà nhà du lịch đi là cũng không có mưa các bạn, nó cũng nắng rồi cứ rơi vài hột rồi hết nên cũng rất là đỡ cái vấn đề di chuyển. Rồi tiếp tục lên trên cho bạn check in cái điểm cực bắc. Có mấy em người địa phương đang chơi du lịch ở đây. Chào mấy em, nghe được tiếng Việt không? Có. À, mình đang làm gì đây? À, ồ, hấp dẫn gì, nướng gì á? Trời ơi, nướng gà ăn hấp dẫn ghê quá. Tí có cho ăn thử không? Có gà nướng rồi mấy bạn trẻ, tụi em là người ở đây luôn hả? À, gần đây không? Có. À. Trời ơi, nguyên nhóm bạn đi rồi, lên đây rồi nướng gà đồ ăn các bạn. Đây các bạn này, chỉ cho bạn nè. Đó. Cái này là cái biển cột mốc Lũng Cú. Đó, có vĩ độ vĩ bắc kinh đông đồ đầy đủ đây. Và đây. Bên đây là khu vực mình nhìn qua bên kia là của bên nước Trung Quốc các bạn, nó có hàng rào các bạn thấy không? Xa 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 đó cái vịt trắng là hàng rào á. Bên đó là bên địa phận của Trung Quốc, và cái cột mốc mà chính xác của điểm cực bắc nó nằm sâu ở dưới cái điểm đầu của dòng sông Nho Quế các bạn. Nó nằm ở dưới, tít ở dưới, nhưng mà mình không ghi hình được đâu. Chỉ ghi hình được cái chỗ Lũng Cú này thôi, điểm đánh dấu Lũng Cú thôi. Năm nay nhiêu tuổi rồi? Thì chú là 15 ạ. 15 tuổi hả? 15 ạ. Có vợ chưa? Chưa. Sao 15 tuổi chưa có vợ? Chưa được cưới. Đâu vợ đó đâu? Có không rồi, vợ đâu? À vợ đâu, chỉ coi có vợ thì giấu. Chưa có vợ. Chưa vợ. Bạn này đều là bạn cùng lớp rồi. À, năm nay học lớp mấy rồi? Tốt nghiệp rồi đúng không? Ra trường là lấy vợ được rồi. Chưa lấy. Chưa, sao chưa, ra trường là cứ lấy vợ chứ, đúng không em? Ra trường cứ lấy vợ thoải mái chứ, chưa, trời ơi. Lấy thoải mái nhưng mà chưa được tuổi. Rồi, anh cảm ơn nhé. Vâng, chú bảo là chú không. Bây giờ cho nướng gà lên ngắm cảnh xong xuống ăn gà nướng nha. Có cho không, có cho ăn không? Có. Trời ơi, nó rất là nhiệt tình luôn. Ok, lên chơi các bạn, lên chơi ngắm cảnh. Đó, rất là nhiều những cái bạn trẻ đang người địa phương ở gần đây luôn, lên trên cái điểm gọi là Lũng Cú để mà dã ngoại nướng đồ rồi vui chơi trên đây các bạn. Chú ơi, nướng nữa hay cô ơi, chú lên để chú thử. Tí nữa cho thử nha, tí nữa cho ăn nha. Ôi trời, có sẵn luôn hả? Ồ, hấp dẫn vậy. Này gì đây, gà nướng đúng không? Trời ơi, đây các bạn chỉ nướng gà. Đó. À, chưa làm nước chấm mà có nước chấm chưa? Ồ, nhìn hấp dẫn ghê, đang đói bụng mà nhìn cái này hấp dẫn ghê. Này mấy con đây, phần này mấy con đây? Hai con. Hai con à, hai con sao ít vậy? Rồi có ông nào lén ăn bớ không, hai con sao ít vậy? Đó, nhìn hấp dẫn lắm. Rồi, chú quay cảnh cho đã. Đó, trên đây mấy bạn đang dã ngoại rồi nướng gà đồ thưởng thức vua nô đùa trên điểm Lũng Cú, cục mốc Lũng Cú bạn. Chúng ta nhìn xa đó một vòng chúng ta thấy đó là cái hàng rào, và bên kia là nước bạn Trung Quốc, còn bên đây là Việt Nam nha các bạn. À, mời chú nếm thử luôn hả? Ờ, thiệt không? Thiệt tình không? Còn chú rồi nếm thử nha. Nếm thử một tí nhỏ thôi các bạn. Đó, coi thử gà nướng của mấy em này, kiếm miếng nhỏ mình nếm thử thôi chứ không ăn nhiều. Đâu miếng nào nhỏ đâu. Trời ơi, miếng nào cũng bự hết chị. Cứ thử đi em. Ừ. Này chín rồi đúng không?
Đâu, đây. Rồi thử miếng nha, để coi miếng này còn miếng nào nhỏ nữa không. Cái này nó to quá. Thì nếm thử cái gia vị thôi. Ở đây là có ướp gia vị trong mà hả? Mình ướp gia vị chưa? Chưa ướp gia vị hả? Chỉ có miếng nướng không thôi đúng không? Ngon bạn. Có gia vị rồi chứ. Có gia vị rồi. Cái này có gia vị rồi bạn, vừa ăn luôn. Rồi mấy em nhỏ mà biết nếm ướp luôn. Nó vừa miệng luôn các bạn. Rất ngon, nó thử miếng thôi chứ còn để cho mấy bạn nhỏ ở đây mấy bạn ăn chơi với nhau nữa. Nói chung là các em rất là nhiệt tình luôn. Trời ơi, mời ăn nhiệt tình lắm. Đứng ngắm cảnh xíu bắt đầu mình xuống lại, đi qua bên cái điểm gọi là điểm cột cờ Lũng Cú các bạn. Qua đó ghi hình cho các bạn xem. Chứ còn nếu mà nhật ký lịch mà mở đầu video mở đầu ở cái đoạn mà gọi là cột cờ Lũng Cú á, các bạn xem xong thấy nó cũng giống như những người khác người ta đã từng quay từng ghi hình, các bạn sẽ vô tình lướt nhanh qua thì không biết được cái điểm cực bắc nó còn ở đây, nó còn cái điểm cực bắc rất là đẹp các bạn. Đó cho nên quyết định là mở đầu video cái điểm cực bắc trước và sau đó sẽ di chuyển đến cột cờ Lũng Cú và một số những cái điểm khác nữa như nhà Bao, nhà Vương nè. Rồi ngày hôm sau chúng ta sẽ đi là sông Nho Quế ở Mèo Vẹt, làng Hôn Mông Bả Vi, rồi trải nghiệm như thế nào ghi hình hết cái trọn vẹn cái chuyến du lịch khám phá Hà Giang, hướng dẫn cho các bạn từ cái cách đi di chuyển như thế nào, giá cả rồi ăn uống ở rồi ra sao, rồi hướng dẫn hết cho các bạn luôn. Cảnh rất đẹp. Ok, bây giờ chúng ta xuống nha. Xuống rồi mình sẽ di chuyển qua bên cột cờ Lũng Cú, còn nhiều cái đặc sắc ở phần sau của video nữa. Các bạn đừng tua nhanh nha. Đứa nào ướp gà? Bạn nào ướp gà? Trong đây bạn nào ướp gia vị gà? Ngon đấy. À, ai đâu, béo vàng đúng không? Trời ơi, ghi hình chứ trốn vậy? Đầu bếp ướp ngon người ta cho ta ghi hình ăn trốn không thôi. Đây bạn này đúng không? Bạn này ướp gia vị đúng không? Ngon, rất ngon. Hấp dẫn. Rồi được rồi, chú cảm ơn nha. Ờ, được rồi. Rồi rất là nhiệt tình luôn. À là cho nó có than lên rồi bắt đầu mới nướng đúng không? Ừ. Rồi chú cảm ơn nha, chú đi tiếp nha. Mấy đứa chơi vui vẻ nha. Rồi, chào. Đó. Rồi chào tất cả nha. À, đi xuống bạn thì nãy là cái góc nhìn các bạn đi lên, còn bây giờ là cái góc nhìn chúng ta đi xuống, nhìn cũng rất là đẹp đó. Đi trên cao rồi thênh thang như thế này, nhìn anh kia đồ núi chập trùng rộng lớn. Việt Nam mình đâu thua kém gì các nước đâu phải không các bạn. Hiện tại giờ thì khách du lịch cũng đang bắt đầu về nè, bắt đầu về gọi là cái điểm cực bắc. Có thể là một số người này đã biết được cái thông tin gọi là điểm cực bắc Lũng Cú, rồi cái bản hiệu Lũng Cú này kia, cho nên là đi bên cột cờ Lũng Cú và giờ này là di chuyển qua bên đây là đúng rồi các bạn. Còn nhà kiếu lịch là đi lại đi ngược với người ta, nên là ghi hình cái điểm cực bắc trước và sau đó mới qua cột cờ Lũng Cú. Này mà chúng ta đi vào mùa xuân thì cảnh đây nó đẹp tuyệt vời luôn các bạn. Nhà kiếu lịch đã từng đến đây vào mùa xuân rồi, nó rất là đẹp. Ở dưới mà chúng ta khi mà bước lên những bậc cấp mình thấy cây hoa đào nó nở, trời ơi cái bông nhà kiếu lịch nó rất là đẹp luôn các bạn, nó đẹp tuyệt vời luôn các bạn. Nên trải nghiệm mà chúng ta gọi là còn trẻ, còn khỏe, còn có sức mà chưa vướng bận việc gia đình mà có tài chính rồi này kia, chúng ta nên đi du lịch Hà Giang một lần, hãy đến một lần, rất là đẹp. Nhà kiếu lịch sợ là càng về sau á, bắt đầu cái nó phát triển dần với dần thì cái vẻ đẹp hoang sơ của Hà Giang nó sẽ giảm đi, nên các bạn nếu mà có điều kiện về mọi thứ chúng ta nên trải nghiệm ở Hà Giang một lần, rất là tuyệt vời các bạn.
Rồi khỏi điểm cực bắc thì hiện tại nhà cứu lịch đang có mặt tại cột cờ Lũng Cú. Và bây giờ sẽ vào mua vé và đi lên trên cho các bạn ngắm cảnh, tham quan những cái điểm đẹp ở trên cột cờ Lũng Cú. Và sẽ nếu như mà có thuyết minh thì sẽ nhờ một người thuyết minh ở đây sẽ chia sẻ những cái thông tin về cột cờ Lũng Cú, thời gian hình thành và tất cả những cái thông tin về cột cờ Lũng Cú sẽ ghi hình cho các bạn xem nha. Và bây giờ chúng ta vào mua vé. Cho em hai vé đi. Vâng ạ. À, của mình hết 80.000 ạ. Hai vé 80.000. Rồi, cho em một thuyết minh luôn nhé chị nhé. Vâng ạ. Dạ, hôm nay chị nào đi với em đây? Chị bên kia. À, chị bên kia hả? Mình ứng chị nào là chị đấy sẽ đi cùng. Dạ vâng. Chị nào là chị ấy đi. Ok, chị đi với em đúng không? Đâu. Chị nào cũng được. Trong này thôi chứ còn chị đi. Mới vào đây được mấy hôm còn chưa thuộc bài thế này. Cái gì, chị vào đây được mấy hôm? Em tới Hà Giang 4-5 lần rồi mà chị mới vào đây được mấy hôm. Đây chị này. Rồi chị nào cũng được. Chị này hơi bị tuyệt vời luôn đấy. À, tại vì chia sẻ thông tin cho khán giả xem. Đợi xíu sẽ có người hướng dẫn đưa chúng ta lên trên rồi tham quan những cái điểm ở trên, chia sẻ những thông tin cho chúng ta. Dạ, chị ai đi? Chị nào? Chị đúng không? Rồi, cho phép em đeo cái mic thu âm nha, cho nó rõ, nó bắt cái tiếng của mình á. Vâng. Dạ, rồi, ok. Chị tên gì chị? Dạ, mình tên là Hoa. À, chị Hoa. Thì vâng. Hôm nay chị Hoa sẽ đồng hành trong cái video này cùng với nhà cứu lịch mà chúng ta sẽ đi lên trên. Dạ anh. Vâng. Xin mời ạ. Dạ, rồi đi chị. Vâng. Này mình trải qua bao nhiêu bậc cấp như này để lên trên chị? À, bạn mình đang đi đây là có 279 bậc. Dạ. Vâng. Ôi, 279 bậc. Ở trên là còn mình phải leo thì hình như là tầm khoảng 100 bậc thang để lên trên nữa đúng không? Dạ vâng, ở trong đấy là còn có 135 bậc nữa. Dạ. Vâng. Thì tí nữa cũng nhờ chị Hoa chia sẻ những cái thông tin về cột cờ Lũng Cú như thế nào cho khán giả biết nha. Dạ vâng ạ. Hiện tại hôm nay thì cũng hơi vắng hả chị? Dạ vâng, bây giờ đang mùa hè. Mùa hè thì lại không phải là mùa du lịch ở trên Hà Giang này. Dạ. Vâng. Nên cũng hơi ít khách một chút. Hà Giang mùa du lịch là mùa xuân rồi mùa xuân và mùa đông. Vâng, mùa xuân và mùa đông. Mùa hè thì mọi người hay đi biển nhiều hơn. Chúng ta sẽ trải qua 279 bậc thang như thế này để lên trên và lên tới điểm cột cờ ở trên, mình sẽ leo thêm 100 bậc thang để lên trên đỉnh nữa. Một ngày dẫn được bao nhiêu đoàn chị? Dạ khoảng 5-7 lượt một ngày. Trời ơi, khỏi đi thể dục luôn. Vâng, ở phía bên đây là có Hóa Thạch Bộ Ma Thủy, mình có thể đi vào xem. À. Ở trên này có lối đi vào ạ? À, có hả chị? Vâng. À, lên trên rồi mà đi xuống hay sao? Không, ngay đây này. À dạ dạ. Ồ, đây các bạn. Hơi đó. Camera có thể vào trong cho các bạn xem nè. Vâng, trước mặt mình đây chính là hóa thạch của con bọ Ba Thùy. Hóa thạch của bọ Ba Thùy nằm trong hộp kính trắng, ở trong vành vôi trắng đấy rất là bé, giống như cái mi mắt đấy ạ. Vâng, đây chính là hóa thạch phần đuôi của con bọ Ba Thùy. Con bọ Ba Thùy này là sống ở dưới đáy lòng đại dương. Phát hiện hóa thạch ở vị trí này tức là chứng minh rằng cách đây khoảng hơn 500 triệu năm về trước, vị trí này dưới đáy lòng đại dương và quá trình kiến tạo nên vỏ trái đất thì mới nhô lên như ngày hôm nay. Phần mình nhìn thấy đây là hóa thạch phần đuôi, phía bên dưới đây ạ có đồng xu 500 đính ở đây. Là tượng trưng con bọ này bé hơn đồng xu 500. Thứ hai là để cho mọi người dễ nhớ hơn cái số niên tuổi đây. Đó là cách đây khoảng hơn 500 triệu năm về trước, vị trí này dưới đáy lòng đại dương. Nó có tên là Ba Thùy bởi vì con này thuộc ngành chân khớp, cơ thể có hai rãnh sâu, chia cơ thể ra làm 3 phần nên gọi là bọ Ba Thùy. Và sau đây xin mời đoàn chúng ta lại tiếp tục hành trình. Mình tiếp tục leo tiếp. Vâng. 279 bậc thang các bạn, lên tới ngay chỗ chân của cột cờ Lũng Cú. Vâng. Thường là vào những cái tháng này em nghĩ là tháng mưa đúng không chị? À, hôm nay mới là cơn mưa đầu tiên của mùa hè. Dạ. Vâng. Từ Tết đến giờ là hôm nay mới là có cơn mưa mùa ngày. Dạ. Đầu tiên. Bà con trên này cũng đang rất là thiếu nước.
đa phần ở đây làm ruộng nương rồi này kia là nhờ chủ yếu là nước mưa là chính. Dạ vâng, ở trên vùng cao này là chủ yếu trồng cấy là chỉ được một vụ thôi, yeah. Bởi vì không có nước. Xin chào. Xin chào. Em chào các anh. Chào chị. Cố lên, cố lên, sắp đến đỉnh rồi. Dạ vâng. Vâng. Hello. Hello. Lên cho anh chắc nghỉ xíu giới thiệu tiếp vậy ha. Dạ vâng, mình sẽ đi sang lối phía bên này. Dạ. Chỗ dâm ạ. Đây chúng ta đã lên tới vị trí chân của cục cờ Lũng Cú rồi các bạn. Giờ sẽ tiếp tục ghi hình cho các bạn xem và chia sẻ những cái thông tin để chúng ta hiểu rõ hơn về Lũng Cú. Ôi đứng đây mát mẻ chị ạ. Vâng. Dạ. Vâng. Cảnh này tuyệt vời luôn ạ. Vâng, hiện là mình đang đứng ở vị trí này, đó là dưới chân cột cờ Lũng Cú. Cột cờ Lũng Cú này thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Nơi đây cách thành phố Hà Giang là 154 km, còn cách thị trấn Đồng Văn là 24 km. Cột cờ Lũng Cú nằm trên đỉnh núi đây mang tên là núi Rồng, với độ cao là 1.468 m so với mặt nước biển. So với độ cao này, đỉnh núi Rồng đây không phải đỉnh núi cao nhất của nước Việt Nam mình, nhưng nơi đây chính là nơi địa đầu cực bắc của Tổ quốc Việt Nam, nơi mà mỗi người con dân Việt Nam mình đều mơ ước một lần đặt chân đến. Tính riêng tại xã Lũng Cú thì hiện nay có 7 dân tộc cùng sinh sống, nhưng có 2 dân tộc chiếm phần đa hơn, đó là dân tộc Mông và dân tộc Lô Lô. Theo tiếng Mông gọi Lũng Cú nơi đây gọi là Lũng Ngô, bởi vì tiếng Mông sở dĩ Cú là Ngô. Còn theo tiếng Lô Lô gọi Lũng Cú nơi đây gọi là Long Cư, phát âm theo tiếng Hán Việt tức là nơi rồng ở. Tương truyền rằng xưa kia rồng tiên xuống trần gian để du ngoạn, thấy cảnh vật đẹp hữu tình, nhưng cuộc sống ở trên đây rất là khổ cực, thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Người dân thì hiền lành chất phác. Trước khi rồng bay về trời, rồng thương tình để lại đôi mắt tạo thành 2 hồ nước ngọt tự nhiên duy nhất ở xã Lũng Cú. Một hồ nước nằm bên làng Mông là hướng trước mặt nhà mình đây. Một hồ nước nữa nằm bên làng Lô Lô Chải là hướng bên kia. Lát nữa mình di chuyển sang bên kia thì Hoa sẽ chỉ sau. Hai hồ nước này quanh năm có nước không bao giờ cạn. Mặc dù ở ngoài không có nguồn nước tiếp vào mà bên trong cũng không có lối dẫn nước đi ra, nhưng hai hồ nước đây vẫn luôn giữ được mực nước. Đồng bào trên đây rất là quý hai hồ nước, tận dụng nước dùng để ăn uống, sinh hoạt hàng ngày. Trước đây đồng bào còn dùng nước này dùng để ăn uống, nhưng mà bây giờ được đảng và nhà nước hỗ trợ những bể chứa tại gia đình để hứng nước mưa. Giờ đồng bào đã chuyển hai hồ nước đây dùng để nước sinh hoạt và tưới tiêu hàng ngày. Tính tổng số bậc thang xuất phát từ dưới chân nhà nghỉ cực bắc là xuất phát từ điểm dừng chân dưới kia, gần với trạm kiểm soát biên phòng Lũng Cú. Lên đến ngọn cờ trên đây có tổng số là 839 bậc, được chia ra làm 3 chặng. Chặng thứ nhất là từ dưới chân nhà nghỉ cực bắc lên đến trạm dừng chân lúc nãy có tổng số là 425 bậc. Chặng tiếp theo mình vừa mới chinh phục đây đó là 279 bậc đá. Và chặng cuối cùng trong lòng cột cờ này có 135 bậc bằng bê tông cốt thép. Số đá để xây dựng công trình đây thì được tận dụng ở trên Đồng Văn, bởi vì Đồng Văn này được mệnh danh là cao nguyên đá Đồng Văn. Có rất là nhiều đá, nhưng đá trên đây thuộc đá cổ nên quá trình cắt xẻ là hay bị vỡ. Nên tất cả các mặt lát ở phía bên trên này mình được vận chuyển ở núi Nhồi, Thanh Hóa lên ạ. Vâng, hiện nay thì mình đang đứng ở vị trí này là với độ cao là 1.468 m so với mặt nước biển, ở tọa độ đó là 23 độ 22 phút Bắc, 105 độ 19 phút kinh độ Đông. Theo tấm bia đá ở kia, chỉ sang hướng trước mặt đây là hướng chính Bắc của nước Việt Nam mình. Hướng Bắc nước Việt Nam mình giáp với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Qua dãy núi trước mặt đây xuống dưới kia có con sông Nho Quế, bắt đầu từ vị trí thung lũng này, kéo dài đến huyện Mèo Vạc. Phía bên này sông là của nước Việt Nam mình, còn phía bên kia sông là của nước bạn Trung Quốc.
Cũng vị trí này người ta thường ví nước Việt Nam mình với Trung Quốc, đó là núi liền núi, sông liền sông. Hướng trước mặt đây là sông liền sông, còn hướng phía bên tay trái này là núi liền núi. Về phần giáp với đất liền, lát nữa đoàn chúng ta di chuyển sang bên kia, mình sẽ chỉ sau. Yeah. Vâng, và trên bản đồ Việt Nam mình cái chóp nón để bắt đầu cho giải đất hình chữ S thiêng liêng của Việt Nam. Nơi địa đầu cực bắc của Tổ quốc Việt Nam mình là còn cách đây khoảng hơn 4 km đường bộ, hơn 2 km đường chim bay nữa. Vị trí đấy là nằm khuất sau ngọn núi hình chóp nón đây ạ. Thẳng xuống dưới sông Nho Quế, đất Việt Nam mình sẽ được kéo về hình vòng cung như vậy và kéo dài một dải tới mũi Cà Mau, đó là cực nam của Tổ quốc. Sở dĩ cột cờ quốc gia Lũng Cú mình được đặt ở vị trí đây chứ không phải vị trí gần đường biên mốc giới nhất là bởi vì cột cờ đây đã có tiền thân là từ thời Lý. Khi Lý Thường Kiệt hội quân trấn ải biên Thùy, ông đã cho treo một lá cờ tại nơi đây để khẳng định chủ quyền lãnh thổ. Cũng chính nhờ lá cờ đó mà mảnh đất biên cương đây luôn được giữ vững trong những năm tháng lịch sử. Đến năm 1978, hồi đấy đồn biên phòng Lũng Cú có cho cắm lại một cột cờ mới. Cây cột cờ bằng cây sa mộc, cây cao 12m, lá cờ rộng 1,2m. Đường kính của cây sa mộc hồi đấy có đường kính là 20cm, được 24 chiến sĩ biên phòng cùng dân quân xã kiêng từ dưới chỗ chân nhà chờ lúc nãy đoàn chúng ta vừa dừng chân lên đến trên này cắm ở đây để khẳng định chủ quyền lãnh thổ. Đến năm 2000, được sự chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang cho phép huyện Đồng Văn này được xây dựng một công trình mang tính tầm cỡ quốc gia để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước và để khẳng định chính trị ngoại giao của Việt Nam. Công trình mình đang nhìn thấy trước mặt đây là công trình đã được xây dựng, trùng tu lại năm 2010 và đợt trùng tu gần đây nhất đó là năm 2017. Tính tổng chiều cao từ chân bệ này lên đến ngọn cờ trên kia có tổng chiều cao là 34,85m. Từ chân bệ mà lên đến chỗ xà lan can trên kia có chiều cao là 20,6m. Riêng cán cờ này có chiều cao là 14,25m, lá cờ có chiều dài là 9m, chiều rộng là 6m, tổng diện tích là 54m2. Con số này đại diện cho 54 dân tộc anh em đang sinh sống trên đất nước Việt Nam mình. Và lá cờ này sẽ treo trên đây 24/24 để khẳng định chủ quyền lãnh thổ, đặc biệt đó là không có lễ treo cờ, hạ cờ như hàng ngày như ở dưới Hà Nội, nên quá trình đấy hay bị gió giật rách. Khoảng 1-2 tuần thì sẽ được thay một lần, mà cũng không cứ là 1-2 tuần thay. Có thể sáng hôm trước vừa mới treo, hôm sau gặp bão là lá cờ này đã bị rách. Rách thì sẽ do các anh chiến sĩ biên phòng thuộc đồn biên phòng Lũng Cú thay luôn. Lá cờ trên đây cũng đã được mang ra đến mũi Cà Mau, cực nam của Tổ quốc và mang ra đến đảo Trường Sa để khẳng định chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. Lá cờ đầu tiên rộng 54m2 treo trên bầu trời Việt Nam mình hiện nay đang lưu giữ ở dưới bảo tàng tỉnh Hà Giang. Lối đi vào trong lòng cột cờ đây đi sang hướng nam. Trước khi mình đi sang hướng nam để lên cột cờ, mình di chuyển sang hướng tây một chút để chỉ đường biên mốc giới ạ. À, thì như lúc nãy chị Hoa chia sẻ cái điểm để khẳng định chủ quyền nó nằm ở bên chỗ cái vị trí mà vừa rồi chúng ta vừa tham quan, gọi là cái điểm cực bắc, nên bên đó nó có một cái bản Lũng Cú. Thì nó nằm ở khu vực ở phía dưới sông Nho Quế các bạn. Đó là điểm đầu của sông Nho Quế đúng không chị? À, vị trí dòng sông Nho Quế chảy vào đất nước Việt Nam vị trí đầu tiên thôi. Dạ. Chứ không phải là nguồn. Đầu nguồn, vâng. Như là bắt đầu của chảy vào đất nước Việt Nam mình. Dạ vâng, chính xác ạ. Vâng, mình sẽ đứng ở đây thôi. Em, cái đường vắt ngang lưng núi đằng xa phía bên dưới thấp kia ạ. Bạn nhìn thấy không ạ? Đấy, cái đường. Cái đường dài dài đằng xa phía bên dưới thấp đấy chính là con đường của đất nước Việt Nam mình. Phía đầu đường bên trên kia vị trí bằng bằng giống như cái sân đằng xa màu trắng ở eo núi mà giống có hai cái ngôi nhà đấy ạ. Đấy chính là con đường của bên Trung Quốc. Việt Nam mình với Trung Quốc vị trí này là không làm đường thông nhau, chỉ làm đường như vậy thôi và ở vị trí đây cũng không có cửa khẩu. Tính từ đầu đường Trung Quốc có một đường nhánh hướng sang phía Việt Nam mình màu trắng trắng đấy ạ. Hết cái chỗ màu trắng đấy, vị trí đấy là hết đất rồi. Ở vị trí đấy là có cái hàng rào. Từ đây mà sang đến cái chỗ hàng rào đấy là còn khoảng 300m theo đường chim bay. Đi theo con đường tuần tra của các chiến sĩ biên phòng Việt Nam mình dưới đây là còn khoảng hơn 2 cây số nữa là hết đất Việt Nam mình. Và khuất sau ngọn núi lớn trước mặt này, Việt Nam mình còn có một thôn cuối cùng nữa. Thôn địa đầu cực bắc của Tổ quốc chính là thôn Xéo Lủng của người dân tộc Mông. Và hiện nay còn hơn 50 hộ mình giáp với Trung Quốc, đó là trấn Tùng Cảng, huyện Malifor, tỉnh Vân Nam Trung Quốc ạ. Vâng, phía bên dưới đây chính là một hồ mắt rồng nằm bên làng Lô Lô Trải đây. Hai hồ này đối xứng nhau qua ngọn núi mình đang đứng giữa đây, quanh năm có nước không bao giờ cạn.
Năm 2013, giáo sư sử học Lê Văn Lan lên trên đây đã khẳng định vị trí này là vị trí địa linh nhân kiệt, rồng trầu hổ phục. Vị trí mình đang cắm một lá cờ ở giữa đây chính là vị trí đầu của một con rồng. Hai bên có hai hồ nước tượng trưng cho hai mắt rồng. Và xung quanh đây có 9 ngọn núi tượng trưng cho 9 con hổ đang phục vị ngọn núi đoàn chúng ta đang đứng đây. Ngọn núi đầu tiên sẽ được tính từ ngọn núi này. Và kết thúc là ngọn núi thứ 9 là hiện tại đang xây chùa có hướng mặt là quay về phía hột cờ đây ạ. Có nghĩa là lúc nãy là cái hai cái hồ nước ở hai bên cột cờ là chị giới thiệu là hai giống như là hai mắt rồng đúng không chị? Dạ, vâng, và đúng rồi cái ạ. Vị trí này gọi là đầu rồng. Đầu rồng, vâng. Yeah. Vâng. Phía bên dưới này đây là thôn Lô Lô Trải của người dân tộc Lô Lô. Dân tộc Lô Lô thì được chia ra làm hai nhánh, Lô Lô Đen và Lô Lô Hoa. Ở xã Lũng Cú này là dân tộc Lô Lô Đen và dân tộc Lô Lô ấy thì là được sống ở những huyện biên giới Việt Nam như là huyện Đồng Văn, Mèo Vạc của tỉnh Hà Giang và một chút ở Bảo Lạc của tỉnh Cao Bằng nữa. Riêng Lô Lô ở xã Lũng Cú này đã có công khai khẩn ra mảnh đất Lũng Cú này đầu tiên, cho nên hàng năm người Lô Lô ở tất cả các nơi khác vẫn hay về đây làm lễ cúng tổ tiên. Và lễ cúng tổ tiên của người dân tộc Lô Lô đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận đó là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Vâng. Lối lên là lối bên này, xin mời. Rồi chúng ta sẽ di chuyển lên. Xin mời. Mình lên trên cột cờ hả chị ha? Vâng ạ. Vâng, sẽ có một cái lối, cái cửa để chúng ta đi vào. Và những cái hoa văn ở trên phía trước này em thấy là như là được tạc vào bên trong đá luôn đúng không chị? Dạ vâng, đây là những cái hoa văn mà thể hiện cho quá trình lịch sử. Quá trình giữ nước của cha ông ta, rồi là quá trình phát triển của tỉnh Hà Giang ạ. À, dạ. Phía bên trên đấy là có bức phù điêu chống đồng đấy ạ. Ở bên dưới này là có 8 bức phù điêu. Phía bên trên kia cũng có một bức phù điêu chống đồng đấy, tám bức phù điêu chống đồng. Dạ. Vào gắn bức phù điêu ở đây là có từ vào thời Hoàng đế Quang Trung, khi ông đánh thắng giặc ngoại xâm, ông có treo một chiếc chống đồng tại trạm gác vùng biên ải, tức là đồn biên phòng Lũng Cú Tiền Tiêu bây giờ ạ. Cứ mỗi canh lại gióng lên 3 hồi chuông đĩnh đạc để khẳng định chủ quyền lãnh thổ. Nên quá trình xây dựng trùng tu lại công trình này, Đảng và Nhà nước có chủ ý gắn bức phù điêu ở đây để cho con cháu sau này sẽ đời đời ghi nhớ công ơn dựng nước, giữ nước của cha ông ta. Vâng, xin mời mình rồi, chúng ta tiếp sẽ tục lên tham chơi. Quan ở phía bên trong này là có 135 bậc ạ. À, 135 bậc hả chị? Dạ vâng. Xoáy chân ốc. Dạ, chúng ta sẽ tiếp tục leo 135 bậc để mình lên trên. Như là lúc nãy là mưa nên có nước đúng không chị? Dạ vâng ạ. Lúc nãy là lúc buổi trưa có mưa ạ. À. Vâng. Ở đây thì em nghĩ chắc là gió bình thường, gió nó lớn hả chị ha? Tại vì nằm trên đỉnh nè. Dạ vâng ạ. Nhưng bậc cấp như thế này cũng bậc thang như thế này tương đối là dễ đi các bạn. Chúng ta chỉ leo 135 bậc thang là sẽ lên tới ngay cái chót của cột cờ Lũng Cú. Hello. Yeah. Be careful. Water. Be careful. Giờ này em mát các bạn. Mệt ạ. Đây, đứng ở vị trí này mình có thể quan sát xuống phía dưới nè. Cái sân mà vừa rồi lúc mà chúng ta đi vào á, nó một cái bãi đổ xe điện ở dưới các bạn. Đó. Đây là cung đường hình chữ M nhỏ ở cột cờ Lũng Cú này. Dạ. Cung đường hình chữ M. Phía bên dưới này là cánh đồng Thèn Pả, là một trong hai cánh đồng bằng phẳng nhất ở huyện Đồng Văn mình đấy ạ. Dạ. Chữ M là em thấy ở bên như bên Mậu Duệ đúng không chị? Cái cấp chữ vâng, M. Vâng vâng, cái chỗ đấy cái từ Mèo Vạc về Yên Minh là mình có qua cung đường hình chữ M. Dạ. Rất là to và đẹp. Đây là một chữ M nhỏ. Rất là mát luôn các bạn. Đứng ở đây thì mới cảm nhận được cái câu nói đó là núi cao rồi lại núi cao chập trùng, thu vào tầm mắt muôn trùng núi non. Ở đây phía bên này đây là Trung Quốc này, hướng bên này là của Việt Nam mình. Đấy xây chùa có hướng mặt là quay về phía cột cờ đây ạ. À, cái chùa đấy là
nằm giáp với lại sau lưng chùa là của địa phận Trung Quốc đúng không chị? À dạ, sau lưng chùa đây là mình có tựa lưng vào cái núi của mình. Qua dãy núi mà xây chùa đấy, thung lũng dưới kia là có sông, phía bên kia sông mấy của Trung Quốc. Dạ. Vâng ạ. Bình thường thì lá cờ này là như lúc nãy chị nói là một tuần thay một lần hay sao? Dạ, nếu như bình thường thì là khoảng một tuần thay một lần, còn không thì là ngày hôm trước thay ngày hôm sau, ngày hôm trước thay mà gặp bão là hôm sau đã phải thay luôn rồi. À, dạ. Lá cờ này là mình sẽ gìn giữ để không bị rách. Vâng. Dạ. Lúc nào cũng phải giữ để không bị rách. Cứ mỗi không lần thay gì là nó sẽ rất là cực công và vâng, thay là mình sẽ dùng cái quay bằng tay hết này. Tất cả đều quay bằng cái này. Vâng, quay bằng cái tời tay này hết ạ. Cái tời tay này các bạn. Quay cái này để mà cái anh biên phòng á sẽ quay cái tời tay này để đưa cái lá cờ xuống, và sau đó sau khi mà đã thay xong á thì bắt đầu tiếp tục quay để cho nó thả cho nó lên đúng không chị? Vâng. À. Rất là lớn, lá cờ 54 mét hả chị ha? Dạ vâng, 54 dạ. Mét vuông. Tượng trưng cho 54 dân tộc anh em. Dạ vâng ạ. Đó, hiện tại thì cũng có một số khách du lịch họ đi tham quan cột cờ Lũng Cú. Cho nên là Nhật Ký Lịch mới nói là mở đầu cái video này là quay cái điểm cực bắc trước cho các bạn. Tại vì cũng có một số ít người họ không biết cái điểm gọi là điểm cực bắc mà có cái bản gọi là bản Lũng Cú các bạn. Đó. Cho nên mới mở đầu cái video là quay cái điểm gọi là bên điểm cực bắc. Sau đó mới ghi hình ở cột cờ Lũng Cú và chia sẻ những cái thông tin cho các bạn nghe rồi tìm hiểu rồi để biết những thông tin về cột cờ Lũng Cú. Ở trên đây nó vô cùng mát mẻ luôn bạn, mình đứng ở đây gió nó rất là lớn. Mà bình thường em nghĩ là cái gió này cũng chưa lớn lắm đúng không chị? Dạ vâng, bây giờ gió chỉ là thoang thoảng thôi, cũng đúng chưa rồi. Phải gió lớn. Nếu mà gió lớn thì lá cờ sẽ bay thẳng tắp cơ, thì là mới là gió lớn ạ. Tại vì sao mà các bạn biết là cái lịch nghỉ không phải gió lớn, tại mình nhìn theo cái hướng cờ các bạn. Đó, nếu mà gió lớn là cái lá cờ nó sẽ bay khác, chứ nó không có bay kiểu như nó là lại đúng không chị? Vâng. Cờ lớn là nó sẽ căng cái lá cờ ra nó bay thẳng luôn. Dạ vâng ạ. Cho nên là mình muốn nhìn gió, mình biết gió lớn, gió to như nào, mình nhìn lá cờ là mình biết theo cái hướng gió mình biết các bạn. Đứng đây nghỉ mát một xíu rồi sẽ xuống phía dưới chị. Ở trên đây là còn những thông tin gì để chị chia sẻ cho khán giả không? Dạ vâng, cũng vừa rồi là những thông tin mình cung cấp cho Hoàng. Đấy là những thông tin cơ bản nhất về cột cờ quốc gia Lũng Cú rồi. Vâng, bây giờ là mình chỉ có tự do tham quan, chụp ảnh rồi là mọi người cũng lên trên này cũng có quan niệm rằng là nên đến cột cờ thì mong được sờ tay vào lá cờ, sờ tay vào cột cờ để lấy may. Nên nếu như mà trường hợp mà gió lặng ấy, lá cờ xa xuống thì mình cũng tranh thủ sờ một chút để lấy may. Nhưng không biết là hôm nay mình có đủ duyên không? Dạ. Vâng, nếu như đủ duyên thì mình sẽ sờ tay mượn lá cờ một chút để lấy may ạ. À dạ, rồi em cảm ơn chị Hoa nha. Cảm ơn chị đã chia sẻ những cái thông tin cho chúng ta vừa rồi. Thì bây giờ Nhật Ký Lịch sẽ tiếp tục mình đứng, mình nghỉ mát, mình ngắm cảnh rồi quay ghi hình một số những cái mà cần ghi hình cho bạn xem về lá cờ này kia. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển xuống phía dưới. Sau khi chúng ta ngắm cảnh ở trên đỉnh chóp của cột cờ Lũng Cú thì bây giờ Nhật Ký Lịch sẽ đưa các bạn chúng ta ra khu vực ở phía trước, chúng ta ngắm cảnh ở phía trước này. Đó. Đâu rồi? Từ trên leo xuống là mất phương hướng luôn các bạn. Đây, mình sẽ ra khu vực ở phía trước. Thì trước khu vực này cũng là một cái điểm để chúng ta đứng, chúng ta check in chụp hình rất là đẹp luôn các bạn. Nó có một cái khoảng sân rộng lớn và chia sẻ cho các bạn luôn á. Là vào những cái dịp gọi là những cái dịp lễ này kia là bộ đội biên phòng sẽ tập trung ở đây. Chúng ta sẽ đứng trước cái khoảng sân rộng lớn ở trước để mà làm lễ, để đưa lá cờ này kia lên các bạn. Đó. Còn bình thường là sẽ cho khách đi tham quan ngắm cảnh ở trên để biết về cái gọi là cột cờ Lũng Cú ở Đồng Văn. Như tới Hà Giang mà chúng ta lên Đồng Văn không biết cột cờ Lũng Cú thì cũng chưa phải là chúng ta đã đi lên tới thị trấn Đồng Văn các bạn. Đây là nằm ở Đồng Văn nha. Phía trước cũng có cái bản thông tin về cột cờ quốc gia Lũng Cú cũng được rất là nhiều người khách du lịch và các bạn trẻ chụp hình ở phía trước để mà làm kỷ niệm, lưu dấu kỷ niệm mà chúng ta đã đến cột cờ Lũng Cú rồi các bạn. Hiện tại thì thời tiết vô cùng là mát mẻ, tại vì mới mưa xong á, cho nên là cũng khá là mát mẻ. Và chúng ta nếu mà tầm chiều mà đổ xuống thêm á thì nó sẽ có sương mù, nghĩa là sương mù nó bao trắng xóa cả một cái khu vực ở cột cờ Lũng Cú này luôn. Thì bây giờ thì Nhật Ký Lịch sẽ di chuyển xuống phía dưới và tiếp tục đi những cái điểm tham quan khác để ghi hình cho các bạn xem nha. Còn rất là nhiều những cái điểm tham quan khác nữa, cố gắng ghi hình trọn vẹn cho các bạn xem. Rồi bạn, rời khỏi cột cờ Lũng Cú thì cái điểm tiếp theo mà Nhật Ký Lịch đưa các bạn đi tham quan ngắm cảnh đó chính là nhà dinh thự Vua Mèo, hay còn gọi là dinh thự Họ Vương. Thì sau một cái khoảng thời gian di chuyển thì cũng gần rồi các bạn, từ bên cột cờ Lũng Cú chúng ta đi qua đây cũng không khá xa đâu. Rất là gần. Hiện tại Nhật Ký Lịch đang đứng phía trước nơi gọi là dinh thự Họ Vương.
thì sẽ vào bên trong ghi hình cho các bạn xem và tìm hiểu lịch sử như thế nào để ghi hình lại cho các bạn, giới thiệu cho các bạn biết về dinh thự Hòa Vương. Thì ở đây là có một vị thế vô cùng đặc biệt các bạn. Cái nơi này là nằm trên một cái mảnh đất gọi là thung lũng Sa Phin. Ở đây là thung lũng Sa Phin các bạn, thuộc xã Sa Phin, huyện Đồng Văn của thành phố Hà Giang. Nó nằm trên một cái địa thế nó rất là đẹp, coi như là hình một cái mai rùa các bạn. Đó, thì ngày xưa vào cái thời kháng chiến chống Pháp ấy, cái vị thế nơi này nó rất là thuận tiện cho cái việc phòng thủ các bạn. Tại vì nó nằm giữa thung lũng cho nên là đại bác và pháo đồ muốn bắn qua là sẽ không cách nào mà bắn được, tại nằm giữa thung lũng. Nếu bắn mạnh quá thì nó sẽ bay ra ngoài, còn mà bắn thấp quá thì nó sẽ bị trúng núi. Tại bao quanh cái khu này là khu vực rừng núi ở đây các bạn. Thì để tìm hiểu kỹ hơn về lịch sử ở nơi này nó như thế nào thì nhật ký lịch, theo cái thông tin mà nhật ký lịch biết thêm là nơi này được xây dựng nếu mà tính theo cái tiền Việt Nam bây giờ là nó nằm rơi vào khoảng 150 tỷ, các bạn, 150 tỷ của tiền Việt Nam á đó. Thì mình sẽ vào mình mua vé tham quan, và nếu như có hướng dẫn viên ở trong tại điểm nào thì sẽ nhờ hướng dẫn viên ghi hình cho các bạn xem nha. Đây là cái bãi xe này, sáng hôm nay thì khách du lịch rồi đi tour rồi tham quan tour du lịch Hà Giang rất là nhiều đó. Và ở dưới là những cái gian hàng của bà con, họ bán những cái vật phẩm rồi thuốc, bánh kẹo, nước rồi này kia. Lên trên các bạn, lên trên ghi hình cho các bạn xem nha. Ồ, bên đây nè, những em bé ở đây các bạn thấy không? Ồ, họ rất là đẹp luôn. Cháu biết nói tiếng Việt không? À, ho này ho gì đây? À, đủ lời ho đúng không? Ồ, tự bó luôn bạn, cháu rất là đẹp luôn. Đó. Ừ. Năm nay bao tuổi rồi? 9 tuổi. 9 tuổi. Rồi làm gì ở đây? Hả? Bán hoa đúng không? Rồi bao nhiêu một bó? 10.000. Đó, 10.000 một bó hoa. Cái em bé bán hoa ở đây. Trời ơi, đó rất là đẹp. Rồi, để chú đi tham quan cái đã nha. Ừ, chú đi vào cái tí để chú ra. Rồi để bạn đi lên mua vé vào tham quan, và xin nhờ nếu như mà có hướng dẫn viên có thuyết minh tại điểm thì nhờ chị thuyết minh tại điểm chia sẻ cho các bạn một số những cái thông tin ở đây để các bạn tìm hiểu, các bạn nghe nó kỹ hơn. Tại vì nhà kiếu lịch biết thì nó cũng đa phần là chỉ có mơ hồ thôi, một vài những cái thông tin đó các bạn đó, còn mà chính xác như nào thì phải nhờ những người ở đây trực tiếp ở đây, người địa phương, người ta biết, người ta sẽ hướng dẫn mình, ta chia sẻ cho mình nó kỹ hơn các bạn. Đây là cái lối mà để chúng ta đi lên trên dinh thự Hòa Vương. Đắt thì thôi nhá. Đây vào quầy bán vé. Chị ơi. Trời ơi, em thấy ai hết trời. Đợi xíu bạn, đợi giờ ta mua vé rồi mình vào. Di chuyển qua thì tự nhiên trời đổ mưa các bạn. Mưa rồi cái nó có cái hơi mưa nó lạnh, nhưng mà thực ra mà thời tiết mà gọi là lạnh nhất ở Hà Giang nó vào mùa đông các bạn, mùa đông mùa xuống nó lạnh, đây mùa hè nhưng mà có mưa. Cho em 2 vé chị. À, cho em 1 vé thuyết minh. Vâng. Rồi. Rồi chị nào đi với em đâu? Trời xíu bạn sẽ có người thuyết minh đi cùng để hướng dẫn cho chúng ta những cái điểm tham quan ở trong dinh Hòa Vương. Bình thường các bạn đi là chúng ta chỉ đi ngắm cảnh thôi, còn nếu mà để tìm hiểu kỹ lịch sử ở đây như thế nào thì chắc chắn là phải nhờ thuyết minh rồi. Chứ còn không thể nào mà chúng ta nắm được hết, chúng ta xem những cái thông tin ở trên mạng này kia thì nó nhiều khi nó còn thiếu sót các bạn. Vâng. Vé ở đây là vé tham quan là 30.000 một người các bạn. 30.000 một người, còn nếu mà chúng ta muốn có thuyết minh á thì là cái mình phải trả cái phí thuyết minh là 100.000 để chị thuyết minh sẽ đi với chúng ta hướng dẫn cho chúng ta những điểm ở trong. Chào chị đi với em đúng không? Chị tên gì? Vương Thị Máy. À chị Vương Thị Máy. À đây các bạn.
Hôm nay thì chị Mấy sẽ đưa cả nhà mình vào bên trong tham quan và chia sẻ cho ta, cho chúng ta những cái thông tin ở bên trong. Rồi mình đi ha chị ha. À, cho em gắn cái mic thu âm với chị, nói cho nó rõ. Rồi, ok. Các bạn thấy thời tiết nó đang mưa các bạn, tự nhiên mưa, nó mưa bất chợt rồi cảm giác nó se lạnh, buộc phải mặc cái áo khoác vào. Em thấy ở bên khu vực bên đây là có những cái những cái ngôi mộ ạ. Dạ. Vâng, nhà mình anh và em là sẽ di chuyển vào phía bên trong đây. Dạ vâng. Vâng, để em sẽ giới thiệu một số mộ ở đây ạ. Ở đây mà vào mùa xuân thì những cái cây hoa đào ở đây rất là đẹp luôn chị ha. Dạ vâng, đúng rồi. À, chúng ta sẽ tham quan từ ở ngoài vào để chi tiết về lịch sử hình thành rồi như thế nào chứ chia sẻ cho bạn chi tiết luôn. Và như là hiện tại thì anh với em đang đây là dinh thự nhà Vương, là thuộc xã Sa Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, và cách thị trấn huyện Đồng Văn là 15 km. Và đối diện hiện tại ngay phía dưới anh và em ở dưới này ạ, thì giờ đấy ạ là chính là khu mộ con cháu dòng họ Vương ở đây. Và riêng ngay phía trên ngay bức tường đối diện anh và em đây ạ thì có hai ngôi mộ. Thì ngôi mộ mà nằm ở ngay đây ạ thì đây là ngôi mộ là của ông Vương Chí Sinh. Ông này ạ sinh năm 1886 và mất năm 1962 tại Hà Nội, và sau đó thì thi thể của ông là được di chuyển lên phố Bảng để mai táng. Và đến năm 2003, con cháu đời thứ tư là mới cải mộ ông Vương Chí Sinh là từ phố Bản về đây để mà chôn cất. Mà còn phía bên ngôi mộ mà nằm ở bên trong ngoài đây ạ thì đấy là ngôi mộ của mẹ Vương Chí Sinh, và tức là cũng là vợ cả của cụ Vương Chính Đức. Bà này là sinh năm 1851 và và mất năm 1936 ạ, và đồng thời cũng được phong là vương mẫu cụ Vương Chính Đức ạ. Dạ vâng. Và hiện tại thì anh và em như có thể thấy ạ, thì đối diện ở xung quanh đây là cụ có cho trồng những cái hàng cây sa mộc rất là cao to đây. Và những cái cây này là thì có họ Hàn với cây thông, và được cụ Vương Chính Đức là trồng năm 1903. Và đến hiện tại thì mấy cây này với lại tòa dự này là có cùng với nhau là một tuổi thọ là trồng 120 tuổi rồi ạ. Vâng. Theo em được biết là những cái cây sa mộc ở đây là ngày xưa người... người đồng bào ở đây trồng rất là nhiều, kiểu như là một gọi là một loại cây đặc trưng của vùng này luôn đúng không vậy? Dạ vâng. Người ta mới hay nói rằng là cái cây này mà trồng tới đâu thì đất của người dân tộc Mông ở đây là từ đây. Dạ vâng. Rất là thú vị các bạn. Đó thì ngày xưa người ta cứ quan điểm là cái cây sa mộc mà mọc ở đâu là đất của người Mông ở đó. Và em nghĩ có thể chị là người của dòng họ Vương ở đây luôn hả chị? Dạ vâng, đúng rồi, là con cháu đời thứ 5. Dạ vâng ạ. Rất hay. Con cháu đời thứ 5 của vua mèo ha, mình gọi là vua mèo. Rồi. Dạ vâng. Vua mèo của người Mông ở đây. Dạ vâng. Dạ vâng ạ. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển các bạn. Và ngoài ra thì đối diện ngay với em đây là xung quanh tòa trụ này là có ngay một cái bức tường thành ở đây ạ. Là được xây bằng đá. Và bức tường thành này thì dài tất cả là 265 m và cũng cao gần như là 2 m. Và như anh có thể thấy như vậy thì xung quanh đây ạ thì còn có những cái lỗ trong mai ạ, rất là nhỏ. Mặc dù nhìn từ phía bên trong ra thì cái lỗ nó rất là bé thôi, nhưng mà một tí mà anh với em thì đi di chuyển vào phía bên trong thì nhìn ra thì cái lỗ trong mai nó sẽ to và rõ hơn. Và lúc trước thì cái lỗ trong mai đấy ạ thì là binh lính thì họ là hay đứng đấy để mà canh gác cho bảo vệ tòa dinh thự này ạ. Dạ. Yeah. Và em tìm hiểu là cái vị thế của dinh họ Vương ở đây á là nó nằm ở một cái vị thế hình mai rùa đúng không chị? Vâng, đúng rồi. Yeah. Là để mà tìm được một cái vị thế tốt như thế này á thì cụ Đức là cũng là phải mời thế địa lý. Ông này thì là người Hán, là trưng chiếu là ở xã Phổ La, huyện Đồng Văn. Ông này là cũng là đi khắp huyện Đồng Văn này là trong là thời điểm là 5 năm thì ông là mới dừng lại ngay là thung lũng ở đây. Và với cái lời giải thích rằng là ở giữa thung lũng này là mọc lên một quả đồi hình con rùa tượng trưng cho thần Kim Quy. Và ngoài ra thì đây là xung quanh tất cả là đều có núi là bao bọc. Và nếu mà ông cũng có nói là nếu mà xây nhà trên lưng mai rùa thì về sau này là sẽ giàu sang phú quý suốt đời ạ. Rất là hay các bạn, đây là một cái thông tin vô cùng là bổ ích cho chúng ta. Và khi mà chúng ta đi tham quan mà không có người thuyết minh thì chắc chắn chúng ta sẽ không có nắm được những cái thông tin đấy. Và cụ Vương Chính Đức là ngày xưa là người đứng đầu của người Mông mình đúng không chị? Vâng, đúng rồi ạ. Được người dân rất là quý mến. Dạ. Suy tôn làm thủ lĩnh cai quản 4 huyện là từ Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc. Dạ. Vâng. Đây cái nơi mà lúc nãy chị nói là những cái lỗ châu mai như thế này á chị? Đúng rồi, đây chính là cái lỗ châu mai.
Và tất cả bức tường này là có 36 lỗ tất cả. Là cứ khoảng từ 5 tới 6 mét thì là có một cái lỗ chỗ bay như thế. Là để lính gác đứng ở trong mình họ ra ngoài bắn ra. À dạ. Rồi chúng ta tiếp tục lên chơi. Đây các bạn thấy là những cái hình ảnh mà phía trước dinh dinh tự Hậu Vương á, chúng ta mà khi mà đi vào á, chúng ta nhìn nó rất là đặc trưng luôn các bạn. Và hiện tại đối diện ngay anh và em đây ạ, thì đây là cổng chính của tòa thự. Và như là em lúc này là em cùng nói với anh thì do là cái vị thế ở đây rất là tốt. Ngoài ra thì rằng đằng sau cái dinh thự này ạ là cũng có cái hòn núi ạ là hình ghế tựa và có đất ạ để mà co duỗi chân. Còn phía ngay tay trái ngay anh và em đây này, là có một cái núi cao là chập chờn ngay phía bên dinh thự đây ạ. À chúng ta di chuyển qua kia để thấy rõ chưa? Dạ vâng, đây ngay đây mình có thể thấy được cái núi đó là ngay đây thôi ạ. À đây. Dạ vâng. Trước mặt đây đúng không chị? Dạ vâng đúng rồi. Cái núi đấy là nó tượng trưng cho con cháu là sẽ đời đời vang danh. Còn phía ngay phía bên phải dinh thự ngay em đây ạ, là có một hòn núi là to ngang trời ở ngay đây, là tượng trưng cho con cháu là sẽ đời đời ấm no. Và ngoài ra thì đối diện phía ngay đằng trước dinh thự ngay em đây ạ, là còn có ngay hai ngọn núi tượng trưng cho quan văn và quan võ đứng hầu. Và ngoài ra đằng sau hai cái ngọn núi này là còn có một cái dãy núi trần ngang như là rừng uốn lượn. Và cũng chính vì cái vị thế ở đây rất là tốt nên là khi mà Trung Quốc có bán pháo sang với cái tầng ngắm mà là gọi là xa quá thì sẽ vượt qua dinh thự này, còn nếu mà tầng ngắm mà là bắn ngắn quá thì lại trúng núi đá ở đây, nên là dinh thự này ở đây là vẫn giữ được nguyên vẹn và không có bị ảnh hưởng nhiều. Nói chung lên đây là ngày xưa phòng thủ cực kỳ tốt luôn đó chị. Vâng, đúng rồi ạ. Tại vì là... rất khó để mà bắn hạ ở đây này, nó nằm giữa cái thung lũng mà khi mà bắn xa quá thì nó sẽ vọt qua. Bắn gần quá thì nó bị vướng núi rồi. Dạ vâng. Về tòa thự này thì được bắt đầu là khởi công vào năm 1898 và đến năm 1903 thì hoàn thành, được xây là trong 5 năm. Và sau khi mà hoàn thành thì cụ là có cho viết ngay hai câu đối ạ, là bằng chữ nhỏ ngay trước cổng chính vào đây ạ. Và câu đối ở phía ngay tay phải của cánh cửa ngay bên này ạ thì là gia tích thiện hiền nhân xuất nhập, có nghĩa là người tích đức thì tích đức thiện hiền người ra vào. Có câu đối ở phía ngay tay trái của cánh cửa ngay bên đây ạ thì là môn phong lưu quý khách vạn lai, có nghĩa là cánh cửa gia đình luôn rộng mở đón chào quý khách tới thăm. Và sau đây thì em mời anh và em bà sẽ di chuyển vào phía bên trong của dinh thự này ạ. Các bạn thấy nó những cái bậc cấp mà chúng ta bước lên có khác với những điểm mà chúng ta đã từng xem hay không? Nghĩa là nó theo cái hình gọi là hình bán nguyệt, một nửa vòng tròn các bạn. Và những cái phiến đá như này thì chắc là đá tảng nguyên khối chị ha? Đá nguyên khối đục bằng tay. Dạ vâng. Xong là cũng di chuyển cách đây là 7 km. 7 km. Nhưng mà dạ, đều là di chuyển bằng sức người hết. À. Dạ vâng. Và cái ngôi nhà này ngày xưa là xây rất là nhiều bằng những cái tiền gọi là tiền đồng Đông Dương đó đúng không chị? Cái giá trị của nó, dạ, cái giá trị của nó là nó rơi vào, nếu mà tính bằng tiền Việt bây giờ các bạn, nó rơi vào tầm khoảng trên dưới 150 tỷ bạn. Vâng, đúng rồi ạ. Vâng, và ngay xung quanh anh đến đây ạ thì vì tòa thự này ạ thì với có tổng thể toàn bộ là 4 nhà ngang và 6 nhà dọc và được chia làm 3 lớp cao dần từ ngoài này vào phía bên trong, và 3 lớp đó là tiền dinh, trung dinh và hậu dinh, và gồm có tất cả đây là 64 phòng liên thông nhau. Và ngoài ra thì cách giữa ngay các lớp nhà thì lại có ngay một cái lớp sân đá ở ngay đây, và theo người Á Đông thì gọi là giếng trời, là nơi để mà hưởng ánh sáng và không khí là trong lành cho tòa dinh thự. Và về vật liệu mà xây dựng ở chủ yếu của tòa nhà này thì là gỗ thông đá và đá xanh. Và mái ngói nhà ngay trên này em với em đây ạ thì được lập là bằng đất nung của địa phương ở đây. Đầu là có đặc biệt trang trí là hoa văn hình chữ thọ. Và tường nhà xung quanh ngay em với em đây ạ thì tất cả đều là chỉnh bằng đất. Và ở dưới trên nhà ngay đây ạ là có được xây bằng một cái lớp phiến đá để tránh ngày mưa gió hắt vào bị ăn mòn trong tường. Và hiện tại thì anh và em đang đây ạ thì là khu vực tiền dinh. Ngày xưa khu vực này cụ của chính Đức ạ là dành riêng cho binh lính, tổng quản và chỉ huy là sống ở ngay kế dân ở đây. Và lúc trước thì vua Khải Định ạ là cũng có là sắp phong cho cụ vua chính Đức là một bộ mũ áo quan, một cái chuẩn và thế bề ngạ để mà cho cụ làm quan triều đình ở đây. Và ngoài ra là còn có phong cho cụ là một bức hoành phi. Và đối diện ngay với em đây ạ thì đối diện ngay trên này thì chính là bức hoành phi. Và cái bức hoành phi này là sẽ được đọc từ phía bên tay phải sang phía bên tay trái ạ. Và đó là biên chính khả phong, có nghĩa là chính quyền được bình cường vững mạnh, được triều nhà Nguyễn là mang từ Huế ra để mà gắn vào dinh thự năm Khải Định lần thứ 23.
Và hiện tại đối diện ngay mềm đây ạ, thì phía dưới bức hoành phi là còn được khắc ngay hai cô đuối ngay cửa chìm vào trong đá. Cô đuối ở phía ngay tay phải của cánh cửa ngay bên này ạ, thì là môn cung tử thần gia tăng phúc thọ, có nghĩa là cửa hướng vào cung vua thì gia đình thêm phúc thọ. Có cô đối ở phía ngay tay trái của cánh cửa ở phía ngay bên này ạ, thì là thiên khai hoàng đạo đường hiện trinh tường, có nghĩa là trời mở ra vực lớn, nhà vương hiện điểm lành. Và ngày xưa thì ở đây có một cái nguồn thu nhập rất là lớn, thì đó chính là cái cây thuốc viện ạ. Và mỗi một năm ở đây thì cũng phải thu khoảng là 20 tấn thuốc viện, là bán chủ yếu để sang Pháp và Trung Quốc. Và cái những cái quyền lợi đấy thì khi mà cụ bán thì cụ lại về đem chia cho người dân ở đây. Và từ đó thì người dân rất là quý mến cụ, nên là mới suy tôn cụ lên làm thủ lĩnh ở vùng này. Và do là cũng chính vì thế ạ, thì xung quanh ở trong dinh thự này là cũng có được làm theo những biểu tượng là của quả thuốc viện. Và như anh ghé thêm đây, thì đối diện ở đây ạ, vâng, là có ngay cái biểu tượng này, với lại phía bên kia thì cũng có một cái ạ. Thì cái này là chính được làm theo cái biểu tượng là của quả túc viện, hay còn gọi là quả anh túc, là cũng được làm hoàn toàn bằng đá xanh của địa phương trên vùng này. Và ngày xưa được người dân địa phương đây là đục là bàn tay. Và đây có một cái độ mà bóng vàng và mịn ạ, như thế này ạ. Thì ngày xưa là cụ phải dùng những cái đồng bạc hoa xòe hay là cái đồng bạc đông dương của Pháp mà lúc này anh nhắc tới ạ, là đánh và mài lên cho đến khi mà cái bộ vàng đục bạc đấy nó ăn mòn vào trong cái đá này và tạo ra một cái màu vàng như thế này. Và vì trung bình về một cái biểu tượng là cũng phải mài tốn khoảng 800-900 đồng bạc hoa xòe thì mới tạo được một cái chân cột như thế này đấy ạ. Rất thú vị. Có nghĩa là ngày xưa họ dùng những cái đồng bạc họ mài đi dạ, cho vâng, nó bóng lên đúng không vậy? Cho nó ăn mòn lên trên cái đá và để nó bóng lên. Đó là một thông tin vô cùng là thú vị các bạn. Và chúng ta đây, chúng ta đứng từ đây mình có thể quan sát được đây là cái dinh, gọi là dinh tiền dinh. Đây là cái nơi đầu tiên mà khi chúng ta bước vào thì mình sẽ đi qua đây. Và cái thiết kế của dinh họ Vương nó vô cùng độc đáo, nếu mà chúng ta nhìn từ trên cao các bạn nhìn xuống nó rất là độc đáo luôn. Và cái bảng, cái bức gọi là cái bức hoàn phi, dạ, ở đây là những cái chữ này có nghĩa như thế nào chị? Bức hoàn phi này là có nghĩa là biên chính hạ phong, nghĩa là chính quyền để bình cương vững mạnh. À dạ. Và sau đây thì em bé em sẽ di chuyển lên phía trên này đây. À, chúng ta sẽ di chuyển vào trong các bạn. Hiện tại thì mà khách nước ngoài họ về tham quan ở dinh dinh thự họ Vương rất là nhiều. Và hiện tại thì anh và em ngay đây là cũng có một cái bệ cũ ngay đây ạ. Và cái bệ cũ này thì ngày xưa là chính là cái nơi là tiếp khách của cụ chính Đức. Là bình thường mỗi khi mà là có khách đến thì họ là sẽ phải ngồi chờ ở cái bệ cũ này, và khi nào cụ là cho vào thì họ mới lấy phía gian cuối cùng để mà tiếp kiến cụ ạ. Và ngoài ra thì đối diện ngay với ngay bên trong ngay đây ạ, thì đây chính là đây là cũng có một cái giếng trời. Và như anh có thể thấy ạ, thì tất cả là ba cái gian nhà là đều có một cái lớp sân đá như thế này, và theo người Á Đông thì người ta gọi là giếng trời, và cũng là cái nơi mà để hứng ánh sáng ạ. Và hiện tại ở đây là cũng có một cái giếng trời như này, thì đây chính là gian thứ hai là gian trung sinh. Và đối ngày xưa thì ở phía ngay bên tay ở bên này ạ, thì hai cái tầng ở ngay bên này ạ. Chúng ta đi ra ngoài. Và ngày xưa thì hai cái gian ngay tầng bên này ạ, thì ngày xưa là cụ là dành nơi này là cho họ Hàn là thân thích của cụ và chính Đức ở. Là riêng cái tầng dưới này thì cụ là dành cho con gái, còn tầng phía bên trên này là dành cho con trai. Còn đối diện với anh với ngay bên cạnh đây ạ, thì tầng phía bên trên này là nơi dự trữ lương thực thực phẩm, còn ngay cái tầng ở ngay dưới này thì là gian nhà bếp là nấu ăn ạ. Và về tòa thự này thì có được xây tất cả đây là theo ba lối kiến trúc, và có nổi bật nhất ở đây thì như anh cũng có thể thấy ạ, thì đó là lối kiến trúc của người Trung Hoa, đó chính là cái giếng trời được xây ở đây, và các lớp nhà xây cao ạ là dần lên. Và còn cái chút thứ hai ở đây thì đó là của người Pháp, thì đó là lò sưởi, là cả sắt và cửa kính. Và hiện tại thì anh và em có thể đi vào phía bên trong cái phòng bé ở đây ạ. Này, chúng ta vào tham quan trong các bạn. Vâng, thì bên trong này đây chính là cái có lò sưởi đây ạ. Cái lò sưởi này chính được làm theo kiến trúc là của người Pháp. Đa số là tất cả các phòng trong dinh thự này là đều có làm cái lò sưởi của người Pháp như này. Cái lò sưởi là ngày xưa luôn và vẫn còn giữ lại ở đây đúng không chị? Vâng, đúng rồi ạ. Đó, các bạn có thể thấy. Đó, các bạn có thể thấy là ngày xưa tất cả những cái gian nhà ở trong đây đều có họ làm một cái gọi là một cái lò sưởi để sưởi ấm. Tại vì thời tiết ở đây như các bạn cũng biết, nó vô cùng là gọi là lúc nào nó cũng lạnh lẽo, và mùa hè thì nó vẫn se se lạnh các bạn. Nhưng mà nếu mà vào mùa đông á, thực sự mà vào mùa đông hoặc mùa xuân thì các bạn mà khi mà đi du lịch ở đây á, là chúng ta sẽ cảm thấy nó rất là lạnh, và thậm chí có những năm là nó sẽ bị tuyết rơi luôn đó chị. Và còn cái chút thứ ba ở đây ạ, thì đó là của người Hơ Mông.
thì đó là tường rào đá, tường trình bằng đất và những cánh cửa sổ đối diện ngay với em ngay trên này ạ. Và những cái cửa sổ đối diện ngay trên này ạ là chạm trổ bằng những bông hoa đào hoa lê thể hiện cho sự sinh sôi và nở đầu của con cháu dòng họ Vương đấy ạ. Vâng, em mời anh là mình có thể lên phía trên này để có thể nhìn rõ hơn cái kiến trúc trên này ạ. Cái gian bên đây em thấy là như là gian bếp ngày trước hay sao chị? Dạ vâng đúng rồi ạ. Vâng, trên này là nơi dự trữ đựng thực phẩm ạ, có ngay cái gian dưới này là gian nhà bếp nấu ăn. À mình có thể vào tham quan chị? Dạ có được ạ. Đây chúng ta sẽ vào bên trong để tham quan các bạn. Ở trên là cái khu trên này gọi là dự trữ lương thực đó chị ha. Dạ vâng đúng rồi. À còn ở dưới đây là gian nhà bếp và còn rất là nhiều những cái hiện vật của ngày trước á. Chúng ta có thể vào để mà tham quan này. Đây ghi hình cụ thể cho các bạn xem luôn. Đó. Cái này là cái chảo bằng gan hay sao chị? Dạ vâng đúng rồi ạ. Tại vì lúc trước là người, nghĩa là trong này cũng rất là đông người á, nên là cũng phải dùng mấy cái chảo như thế này to thì nó mới đủ nấu cho tất cả mọi người ăn. À dạ. Mà cái chảo này có, em nghĩ chắc không phải chảo ngày trước đâu đúng không chị? Cũng không phải. Nghĩa là tính là hiện tại bây giờ thì về cái chất liệu của nó là sẽ là khác đi rồi. Đúng rồi. Còn thời xưa thì nó cũng như này ạ, nhưng mà chất của nó sẽ dày và đen. Đúng rồi. Dạ vâng, còn hiện tại nó đã mỏng hơn rồi ạ. Dạ. Dạ vâng. Đó các bạn thì nhà kiếm lịch nhìn vào á là mình nghĩ là nó không phải là cái chất liệu của ngày trước, tại vì cái chất liệu ngày trước nó sẽ khác và nó đặc biệt hơn các bạn. Còn bây giờ nó đậm, cái này là nó mỏng đó, nó là thời sau thôi. Nhưng mà ngày xưa là nấu ăn rồi tại bếp này đó. Bên kia những cái hiện vật chung vại đồ của ngày trước đó các bạn. Rồi chúng ta xem ở trong xong rồi mình sẽ di chuyển ra bên ngoài để mình sẽ đi lên khu vực ở phía trên nữa. Và hiện tại sau đây thì em với em sẽ vào gian bàn thờ để mà tìm hiểu một số bức ảnh gia đình bên trong đấy ạ. Dạ vâng. Đây chúng ta sẽ vào bên trong và tiếp tục chị máy sẽ thuyết minh cho chúng ta. Thì sau đây là em và em là sẽ lại gần đây để em sẽ giới thiệu một số bức ảnh gia đình ở đây ạ. Vâng, và hiện tại thì anh và em đang đây là gian chính và cũng là cái nơi là thờ cúng là tổ tiên từ trước từ nay của dòng họ Vương. Và dòng họ Vương ở đây là có lấy 7 tiên điệp là chia ra làm các đời và 7 tiên điệp đó là Chính, Chí, Đình, Quỳnh, Duy, Văn, Đập. Và cái người đứng đầu đây thì chính là cụ Vũ Chính Đức ở đây ạ. Cụ tên tiếng Mông hay còn gọi là Văn Dũng Lùng và cụ của tất cả là 3 người vợ. Và như anh có thể thấy ạ, thì đối diện ngay với em đây là có một cái bức ảnh mà chụp ở gia đình ở ngay tại đây. Thì ngồi đây bà này là bà vợ cả, bà này là người rất tiếng Mông và bà lớn hơn cụ là 14 tuổi. Bà này có đẻ cho cụ là được 2 người con trai và người con trai đầu tên là Vương Chí Tinh đây ạ. Đây chính là người con trai cả đây ạ. Và hiện tại thì nhánh cung này ạ, con cháu là đang định cư ở Hà Nội với lại Sài Gòn. Còn người con trai thứ hai thì tên là Vương Chí Sinh. Chỉ là kiểu ông mà ngồi giữa ngài trên bức ảnh ở nơi đây. Ông này là từng sang Bắc Kinh ạ để mà mở mang ký túc vào năm 1919 ạ. Và thì ông Vương Chí Sinh này mà mất thì nhánh con cháu này là đang định cư sang Canada với lại Mỹ rồi. Rất là ít khi là họ là quay lại về đây. Và cùng người vợ thứ hai của cụ thì do bà là không đẻ được con trai, bà mất cũng rất là sớm nên là không có nhiều thông tin về bà. Và bà là cũng là không có mặt trước bức ảnh của gia đình ở ngay tại đây ạ. Vâng, ngồi bên cạnh ở đây ạ thì đây chính là bà vợ thứ ba. Bà là người dân tộc Tây nhưng mà có mẹ là người Lai Pháp nên là bà rất là có nét Tây. Và bà này là có đẻ cho cụ là được 2 người con. Và người con trai đầu thì tên là Vương Chí Trư, chính là cái người đứng giữa ngay trước bức ảnh ở đây ạ. Ông này thì cũng là cái người rất là tài giỏi, là cái người ạ sở hữu chiếc mô tô của Mỹ là đầu tiên đi trong vùng này và ngày xưa cũng được người dân ở đây công nhận là cái người sửa chữa máy móc là giỏi nhất ở trong vùng. Và cùng người con gái thứ hai nữa thì tên là Vương Thị Châu nhưng mà bị quân cờ đen của Trung Quốc là bắt đi từ nhỏ rồi ạ. Và nhà hiện tại thì nhánh của người con trai út của ông Vương Thị Châu này thì cũng chính là 6 hộ gia đình con cháu là đang sống đối diện hiện tại là ở dưới bãi đỗ xe là trước năm 2004. Thì xã hội gia đình này vẫn sống và làm việc ở tại đây. Nhưng mà vì nhà nước gọi là trùng tu và tôn tạo lại cái nhà này nên là nhà nước là cũng có là hỗ trợ kinh phí để xã hội gia đình là chuyển tạm xuống dưới bãi đỗ xe sống tạm rồi ạ. Và về sau này thì trong tất cả 3 người con trai này của cụ Vũ Chính Đức ạ, thì ông Vũ Chí Sinh này là chính là cái người mà thay mặt bố mình là đi theo con đường cách mạng, được Bác Hồ là giác ngộ cách mạng và kính nghinh em với Bác Hồ, mới được Bác Hồ đặt cho với cái tên là Vương Chí Thành và trùng với tên trẻ của bác là Nguyễn Tất Thành. Ông này cũng tham gia đại biểu Quốc hội khóa 1 và khóa 2 là được giữ với cả trọng trách làm chủ tịch huyện Đồng Văn ạ đầu tiên ở đây. Ngày xưa thì một mình ông là cai quản tất cả 4 huyện là Quản Bạ, Yên Minh,
Đồng Văn và Mèo Vạt. Và về sau này khi mà ngân khố nhà nước là dường như có cạn kiệt, thì Vũ Chí Sinh cũng chính là cái người có cống hiến cho chính phủ cùng một cái số tài sản là 9kg vàng và 22 vạn đồng bạc hoa xòe ạ. Và đây cũng chính là một cái số tiền rất là lớn ạ. Và ngoài ra thì và về sau này thì ông thì vào năm 1959 thì ông là đã quay về Hà Nội sinh sống và làm việc. Và đến năm 1962 thì ông Vũ Chí Sinh là mất tại Hà Nội ạ. Và những nguyên nhân thứ này như là em cùng là nói với anh thì mộ là được chôn ở phía bên ngoài của cổng dinh thự rồi ạ. Rồi giờ chúng ta sẽ tiếp tục tham quan những cái điểm tiếp theo bên trong gian này hả chị ha. Thì như lúc đầu các bạn thấy ở cái lúc mà chúng ta đi vào là sẽ có mộ của cụ Vương Chính Đức, rồi Vương Chí Sinh là con trai của cụ Vương Chính Đức chị ha. Đúng rồi ạ. Đó. Và hiện tại anh và em đang ra ngoài ạ. Thì phòng đối diện ngay bên này thì ngày xưa đây là phòng ở của vợ con của Vương Chí Trư, là còn phòng mà đối diện ngay bên cạnh với em đây ạ thì là phòng ngủ của Vũ Chí Trư. Ngày xưa là con trai út của cụ Vương Chính Đức là ở ngay cái gian bàn thờ này ngay đây ạ. Vâng, và hiện tại thì đối diện ngay anh và em đang ở trên này ạ thì ảnh trên đây thì chính là ảnh của cụ Vương Chính Đức. Và cái áo mà cụ đang mặc thì cũng chính là cái áo quan, và mũ là mũ cánh chuồng vua Khải Định sắp phong cho cụ để mà làm quan triều đình ở đây. Và về riêng cái bàn thờ này thì được làm theo phong tục là của người Mông đây. Và riêng cái giá đỡ bàn thờ đây ạ thì là nó có từ cái lúc mà xây tòa thự này cho tới bây giờ. Và đây cũng chính là một trong những cái đồ đạc mà rất là quý hiếm. Nhưng từ sau mà chiến tranh trong tòa di thự này là mất gần như là gần hết đồ đạc, chỉ giữ được nguyên vẹn được cái nhà. Nhưng mà cũng rất là may mắn khi mà trong tòa di thự này là vẫn giữ được lại cái bàn thờ này. Có nghĩa là ngày trước là tất cả khi một cái thời chiến tranh á là hầu như là mọi thứ nó mất rất là nhiều. Và cái ngôi nhà này là đặc biệt một cái là cái khu dinh thự này là không bị tàn phá bởi chiến tranh. Chỉ có mất những cái đồ đạc một số thứ thôi và vẫn còn giữ được cái nơi cái bàn thờ. Đó các bạn. Đây mình sẽ di chuyển ra khu vực phía sau, là khu vực này là khu gọi là hậu dinh hả chị? Dạ vâng, đúng rồi, là gian cuối cùng ở đây ạ. Và hiện tại thì đối diện nha anh và em ngay trên này ạ thì đây là chính là phòng làm việc và tiếp khách là của cụ Vũ Chính Đức ạ. Và còn phía đối diện ngay bên cạnh em và em đây thì tầng phía bên trên này ạ là nơi là phòng ngủ ạ của cụ Vũ Chính Đức, còn cái phòng dưới này thì là dành cho vợ con của ông. Còn đối diện ngay phía bên này ạ thì phần tầng phía bên trên này thì là nơi để đồ cất riêng của cụ Vũ Chính Đức, và riêng ngay cả tầng dưới này thì cũng như là dành cho vợ con của ông. Và đặc biệt như là anh có thể thấy thì đối diện ngay đây ạ là có đắp một cái bể đá nhỏ đây ạ. Cái bể đá này lúc trước là được dành riêng là cho cụ Vũ Chính Đức, được người dân địa phương đây là đặc biệt là đục bằng tay thì cái đá mà còn nguyên khối ạ. Và trước không phải là bằng công nghệ, là cũng làm hoàn toàn là bằng đá xanh của địa phương trên vùng này. Và cái này lúc trước là cũng là hay để đây để mà hứng nước mưa trên mái ngói là rơi xuống ạ cho cụ để mà pha chè với là tắm rửa. Và để đục được một cái bể như thế này thì người dân cũng mất thời gian gần như là một năm thì mới đục được một cái bể đá như thế này ạ. Nói chung là rất là đặc biệt các bạn. Cái bể đá mà để hứng nước như thế này chúng ta đang thấy á, là ngày trước là một cái tảng đá nguyên khối các bạn. Một tảng đá nguyên khối và được đục bằng tay nha, bằng thủ công bằng tay. Ròng rã một năm trời mới hoàn thành như thế này để mà hứng cái nước trước mưa trời á, là để cho dùng ngày Vương Chính Đức dùng ha chị ha. Vâng, đúng rồi ạ. Rất là đặc biệt luôn. Trời rất nặng luôn nha các bạn. Cái này mà mình bê lên là phải mấy người rinh không nổi các bạn. Rất là nặng. Bởi vì là thời xưa nếu mà mình muốn đục mỏng như thế này á, nếu mà đục mạnh quá thì nó sẽ bị vỡ. Nên là để đục được một cái bể như thế này thì người dân cũng là mất rất là nhiều thời gian luôn. Rất là kỳ công luôn. Một cái bể như thế này. Vâng. Vâng. Tại vì mình đục không khéo là nó sẽ vỡ, là vỡ là coi như là bao nhiêu cái công sức là nó tan tành luôn các bạn. Vâng. Rất là kỳ công để mà làm ra một cái bể bằng đá như thế này. Và đặc biệt luôn có thể là chúng ta sẽ không tìm thấy ở một cái nơi nào mà có cái bể đá như này. Có nhiều nơi họ sẽ có những cái kỳ lạ, những cái đặc biệt khác, nhưng mà gọi là cái bể đá mà được đục bằng tay như thế này để mà chứa nước thì có thể em nghĩ đây là một trong những cái vật gọi là quý hiếm. Dạ, dạ. Vâng, đúng rồi ạ. Và như lúc như là em cùng nói với anh á, thì đối diện ngay đây là cái cửa sổ làm bằng kính ạ. Và trên này là lan can sắt được làm theo kiến trúc là của người Pháp ạ. Cái này là vẫn giữ được nguyên vẹn là từ xưa và cho tới nay ạ. Cái vật liệu này lúc trước là được chuyển từ Pháp là sang bến cảng Hải Phòng về đây để mà xây lên. Đây là, và về cái độ bền của nó thì cái lăng can sắt này rất là bền luôn. So với lăng can sắt của hiện nay thì nó không thể bền như của thời xưa được.
Nghĩa là tất cả những cái lan can này là vẫn còn giữ lại của ngày trước luôn hả chị ha? Dạ vâng, đúng rồi. Đây chúng ta có thể nhìn thấy nó rất là bền luôn các bạn, rất là chắc chắn luôn. Ngày xưa rồi biết bao nhiêu chục năm rồi mà cái này trên chục năm chưa chị? Dạ vâng. Trên trăm năm chưa? Rồi, 120. 120 năm các bạn, có nghĩa là trên 100 năm rồi nhưng mà vẫn còn chắc chắn và vẫn còn lưu giữ lại, vẫn dùng được luôn các bạn. Dạ vâng. Đó. Và ngoài ra thì đối diện ngay với em đây là trên này là có xây ngay 2 kg cốt đá đây này. À, bên đây này có bạn. Một cái, bên này cũng có một cái. Cái lô cốt đá đó. Cái lô cốt đá này là cũng được làm theo kiến trúc là của người Pháp. Lúc trước binh lính thì họ là hay đứng trên đấy để mà canh gác và bảo vệ cho tòa dinh thự. Vâng. Và hiện tại thì đối diện ngay anh với em ngay bên trong này thì còn có ngay cái tầng, hai cái tầng của vợ con cụ ngay dưới này là còn có một cái tầng hầm đá là được xây vào phía bên trong. Cái tầng hầm đá ra bên kia lúc trước là tầng hầm đá để vàn bạc, còn bên cạnh ở đây là tầng hầm đá để mà để thuốc viện. Và sau đây thì em mời anh và xe em là sẽ vào phía bên trong gian đầu tiên ở đây. Đây chúng ta sẽ vào bên trong các bạn. Rất là nhiều điểm thú vị mà nếu như chúng ta đi tham quan thì chắc chắn là chúng ta sẽ không biết được nhiều thông tin rồi. Bây giờ chỉ có những người gọi là thuyết minh tại điểm thì mới chia sẻ cho chúng ta. Và những cái lối như thế này nó rất là thấp các bạn, đặc biệt là những người Tây mà người họ cao to mà họ đi vào là không cẩn thận là đụng đầu các bạn. Người Việt mình mà cũng muốn đụng đầu á. Em đây thì đây chính là cái gian là để thuốc viện ngày xưa của cụ. Đá ở đây là cũng như cái đá ngoài sân lúc nãy là đều là đục bằng thủ công hết. Và về cái miếng đá lớp dày này cũng là phải dày gần 60 cm. Vâng, đều là đục bằng thủ công và người dân ở đây là tự đục bằng tay hết. Và đúng cái gian bên trong này đây thì lúc trước là để thuốc viện của cụ. Còn phía ngay bên kia là cũng có một cái là tương tự như thế này, nhưng mà gian bên kia lúc trước là để vàn bạc của cụ. À, có nghĩa là hai gian tầng hầm nó giống nhau. Dạ vâng, mà một gian là để thuốc viện. Dạ vâng. Và một gian là để vàn bạc. Dạ vâng, đúng rồi. Ngày xưa cái vùng đất đồng văn này như chị mấy chia sẻ trồng rất là nhiều những cây thuốc phiện, mà ngày trước nó là một thứ để tạo ra cái thu nhập cho người dân ở đây, nhưng mà hiện tại bây giờ chúng ta đã cấm rồi bạn, không được trồng tràn lan nữa. Đó là một cái vật cấm của thời nay, chúng ta không được phép trồng. Mình sẽ đi ra ngược lại ở ngoài chị. Mình lên trên gian trên luôn hay sao chị? Ở trong còn có lối đi không? Không, hết rồi. À dạ. Vâng. Và xung quanh nhà em thấy đây, đây chính là cái biểu tượng quả thuốc viện đấy ạ. À, tất cả những cái biểu tượng mà từ cái trụ bằng đá cho đến những cái bằng gỗ như thế này đều làm từ biểu tượng của cây thuốc viện, là một trong những cái vật phẩm ngày trước tạo nên một cái gọi là cái thu nhập chính của người đồng bào ở đây, người đồng bào Mông ở đây. Vô cùng quý giá, ngày xưa mà trồng thuốc viện cũng giá trị đó chị ạ. Đúng rồi ạ. Dạ, bây giờ mà trồng là xong luôn á, trồng là bị hốt đi á. ở bên trong này như là còn một cái gian bếp mà là hiện tại vẫn còn sử dụng để cho khách dùng luôn hay sao chị? Dạ vâng, đúng rồi ạ. À, là mình sẽ đi bằng cái lối nào để qua đó chị? Anh và em có thể qua lối. À, mình đi lối này luôn đúng không? Bình thường là lúc trước, bình thường là ở đây là ngày bình thường họ sẽ, hiện tại cái nhà bếp đấy là sẽ là phục vụ để nấu ăn, phục vụ cho du khách ạ. Nhưng mà hiện tại là dạo này là ít khách quá nên là nhà bếp nó không có mở. Vâng, chính là đây. Cái gian nhà bếp đấy ạ. Đây, chúng ta ra phía sau đây các bạn. Đây ạ. Nhưng mà do dạo này ít khách nên là gian nhà bếp ở đây không có mở. Dạ. Dạ vâng. Đó, đây là cái nhà bếp mà ngày xưa là vẫn là nhà bếp phục vụ cho dạ, vâng, nhà họ Vương luôn. Cái gian lúc nãy mà anh và em tham quan bên trong là gian là dành cho họ Hàn thôi. Còn riêng cái gian bên cạnh anh và em đây thì là mới là cái gian mà nấu cho con cháu. Vâng. Đều là ăn ở phía bên ngoài này hết. Dạ. Dạ vâng. Còn bây giờ là hiện tại là vẫn là nấu cho khách du lịch. Nhưng mà vắng vá thì nên là vâng, chúng ta tạm ngưng phục vụ đúng không chị? Vâng, đúng rồi ạ. Bình thường là ngày lễ với lại những cái ngày nghỉ khác nó đông hơn thì cũng mới lên làm. À dạ. Và bên trong nhà bếp ở đây là cũng đều là con cháu mình là cũng là tự là nấu tự phục vụ cho du khách luôn. À dạ. Nói chung là tất cả bên trong dịch vụ này kia là đều của con cháu họ Vương. Dạ vâng. Chúng ta nấu nướng rồi này kia để phục vụ cho khách du lịch đó chị ha. Vâng. Lúc trước là tòa sự này là cũng là thuộc bộ quản lý của nhà nước. Nhưng mà hiện tại là cũng là trao trả con cháu gần 2 năm nay rồi. Nên là cái việc mà quản lý hay bán vé hay là nấu ăn bên trong này là con cháu là cũng là tự quản lý với tự thu chi á. Vâng, đúng rồi. Dạ. Tự bàn bạc với nhau và tự cai quản bên trong này. Em thấy trước mặt đây là một cái gian nhà không biết có phải là dùng để chứa nước không chị? Vâng, đây là một cái bể dự trữ nước của người dân ngày của là
của cụ Đức. Riêng cái bể này là phục vụ cho tất cả gần 100 người trong dinh thự này. Vâng, cũng cái bể này cũng rất là đặc biệt là được người dân ở đây là làm được xây bằng đá hết. Tất cả đều được xây bằng đá và để phục vụ cho dinh thự họ Vương ngày xưa luôn. Và hiện tại bây giờ nước ở đây vẫn còn lấy để sử dụng luôn đúng không chị? Vâng, đúng rồi ạ. Thời gian trước thì mưa nhiều ấy, thì nước nó sẽ cũng vẫn cao tới tận đây cơ. Nhưng mà do là mấy cái thời gian là đường đây là trên này rất là thiếu nước, nên là về cái việc nước ở trên này nó cũng bị cạn kiệt đi rất là nhiều. Đó các bạn, tại vì ở trên vùng cao á, đa phần rất là thiếu nước nhiều các bạn. Toàn hứng nước mưa thôi. Toàn hứng nước mưa để sử dụng thôi, chứ còn nước mà để mà vận chuyển từ dưới xuôi rồi lên nó rất là khó khăn, rất là hiếm. Và nếu mà trúng vào những cái gọi là cái mùa hạn á thì đa phần là bà con sẽ thiếu nước rồi chị ha. Vâng, và với lại một phần hạn hán như thế thì mình mua giá nước nó cũng rất là đắt. Dạ vâng. Bình thường như ở dưới xuôi họ mua một khối rất là rẻ, nhưng mà với hiện tại của bây giờ trên này mua một khối cũng phải là 300.000. Dạ vâng. Xung quanh cái khu dinh thự họ Vương là như lúc đầu chị Mấy có nói cho các bạn nghe là rất là nhiều những cái cây sa mộc được trồng ở đây. Và em nghĩ là sa mộc là ngày trước là có một cái gọi là một cái tác dụng gì mà để mà người dân trồng, ngoài cái việc mà đánh dấu lãnh thổ ra, nó còn có một tác dụng để làm cái gì nữa không chị? Vâng. Cái cây sa mộc này nó cũng là một phần là lúc trước cái gỗ của cây sa mộc này nó rất là nhẹ và cũng rất là thơm, nên là nếu mà dùng để làm những cái đồ đạc trong nhà như là ghế bàn thì nó cũng không được bền lắm. Còn nếu mà một phần là nếu mà họ hay lấy về dùng là làm quan tài. Bởi vì là nó rất là nhẹ nên cái việc là phải làm quan tài cho của người Mông ở đây thì rất là tiện, nên là người Mông ở trên này họ mới rất là trồng nhiều cái cây này. Dạ đúng rồi. Cây sa mộc là ngày trước ngoài cái tác dụng mà gọi là để đánh dấu lãnh thổ như quan điểm của người Mông á, thì còn có một cái tác dụng khác là để làm những cái cổ quan tài, tại vì nó rất là nhẹ nên là dễ khiêng. Đa phần là trong mỗi cái nhà, nếu mà như những cái nhà mà gọi là truyền thống á, thì khi mà đi vào á, chúng ta thường thấy những cái cổ quan tài để trước trong nhà luôn đúng không chị? để sẵn luôn các bạn, có những cổ quan tài để trước trong nhà luôn. Người Kinh, người Việt mình thì lại không có cái truyền thống đó, cho nên mỗi vùng miền nó sẽ có một cái tục lệ, một cái truyền thống khác nhau. Rất là đặc trưng, rất là khác biệt là những cây sa mộc được làm đóng bằng những cái hòm, những cái quan tài họ để sẵn để mà khi mà họ có mất là có để mà sử dụng luôn đúng không chị? Vâng, đúng rồi. Và ở bên trong này rất là đặc biệt, ở cái chỗ nếu mà anh không biết thì đối diện ngay với em đây là có một cái cây rất là to đấy. Cái cây này chính là cái cây của quả ốc chó đấy. Cây quả ốc chó đúng chị? Đó, cái thằng cây to đó. Khách du lịch cũng có lên nhưng mà cũng chưa được chứng kiến thẳng ấy, nên là mọi người cũng hay nghĩ là bởi vì là đặc sản đây mà có người họ bán rất là nhiều cây ốc chó, nên là một phần cũng nghĩ là của Trung Quốc là nhập sang đây, nhưng mà mình ở đây cũng có nhưng mà số lượng nó ít hơn. Và chứng kiến ngay về đây là rất là đặc biệt là trong dinh thự này là cái cây này là cũng là cái cây ốc chó này cũng là từ thời ông bà đã để lại cho con cháu, nên là trồng từ lúc trước rồi bây giờ nó cứ lớn dần đúng không chị? Vâng, nên là vì to như một cái tìm được một cái cây ốc chó mà to như hiện tại của trong nhà Vương này cũng rất là khó. Đó, cái cảnh ở đây rất là đẹp luôn các bạn. Nhiều khi mà nó thực sự mình bị mắc mưa các bạn, đi di chuyển qua đây bị dính mưa, nhưng mà có những cái hạt mưa như vậy chúng ta thấy được cái những cảnh nó sẽ khác bình thường, nó lung linh huyền ảo các bạn, giọt nước rơi. Và những cái điểm tham quan là mình còn những cái điểm nào bên trong dinh họ Vương nữa không chị? Bên trong này thì cũng chỉ như thế thôi, không có. Có nghĩa là tất cả những cái điểm là chị đã hướng dẫn cho khán giả xem từ nãy giờ là mình đã chia sẻ hết những thông tin hả chị ha? Và những cái bức tường thành như chị nói đây này. Đó, các bạn có thể thấy những cái lỗ châu mai á, là dùng để lính đứng canh gác hả chị? Vâng, đúng rồi ạ. Đó, các bạn thấy rõ không? Đó, những cái lỗ châu mai là nhìn ở bên ngoài nó sẽ có một cái lỗ vô cùng nhỏ đấy, vừa đủ cái đặt cái nòng súng thôi. Vâng, đúng rồi ạ. Còn bên trong thì nó sẽ to, nó kiểu như là nó hình chữ V á chị ha. Vâng, đúng rồi ạ. Thì chúng ta cũng đã vừa tham quan hết tất cả những cái điểm bên trong dinh thự họ Vương. Và bây giờ là mình sẽ di chuyển ra ngược ra bên ngoài và kết thúc gọi là cái chuyến tham quan của dinh thự họ Vương đây. Tất cả thông tin thì chị Mấy cũng đã chia sẻ cho chúng ta hết rồi. Và cái cảnh khi mà chúng ta đi vào với đi ra nó vô cùng là đẹp luôn các bạn, đúng không? Các bạn thấy không? Cái cảnh nó rất là khác. Mình đi vào thì mình sẽ đi bằng một cái đường chính để lên thẳng bên dinh thự họ Vương. Còn đi ra chúng ta sẽ đi qua những cái hàng đào, rồi ngắm những cái bức tường thành mà ngày trước làm được dùng để lính gác đứng canh giữ bằng những cái lỗ châu mai như thế này nè.
Thì sớm giờ là Nhật Du Lịch cũng chia sẻ cho các bạn tất cả những cái điểm tham quan là từ điểm cực bắc này, rồi cột cờ Lũng Cú, và nơi mà Nhật Du Lịch đang đứng ghi hình cho các bạn đó là chính là dinh thự Hậu Vương, hay còn gọi là dinh Vua Mèo. Tất cả những cái thông tin đã được chị Máy chia sẻ cho chúng ta để chúng ta hiểu rõ hơn về dinh Hậu Vương, lịch sử hình thành và những điểm đặc trưng bên trong. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video tới thời điểm hiện tại, và đừng quên để lại cho Nhật Du Lịch một đăng ký kênh, bật cái chuông thông báo để đồng hành cùng với Nhật Du Lịch trong nhiều những video hấp dẫn phía sau nữa. Một lần nữa thì xin cảm ơn các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.